Nếu như quý cô chú anh chị em đang tìm một căn nhà thật là đẹp, có sân vườn rộng, có vườn cây ăn trái nhiệt đới, vườn rau và có trường học xuất sắc nằm ở thành phố Bradenton thuộc tiểu bang Florida thì cả nhà đừng bỏ qua video này nha. Trong video này, Honey xin được giới thiệu với quý vị một căn nhà rất là đẹp, có gara để được 4 chiếc xe nè, có phòng để thờ cúng nè, có thêm một gian bếp được thiết kế ở trong gara nè, rồi là có vườn cây ăn trái nhiệt đới đã và đang thu hoạch rất là nhiều trái cây, có vườn rau nè và có trường học rất là tốt luôn. Quý vị đừng bỏ qua cái căn nhà này nha. Căn nhà này rất là tuyệt vời. Căn nhà này nằm ở vị trí vô cùng đắc địa, nằm ở giữa Tampa và Sarasota, cách Tampa khoảng 50 phút chạy xe và cách Sarasota chỉ khoảng 25 phút chạy xe mà thôi, rất là gần các trục highway freeway chính để di chuyển đến những cái thành phố lớn nhỏ gần xa. Trong vòng 2 phút chạy xe thì cả nhà sẽ thấy có chợ, nhà thuốc Public, CVS, Walgreens, McDonald's, Starbucks, Subway, trường tiểu học, trường Middle School. Và trong vòng từ 8 tới 10 phút thì cả nhà sẽ đi được tới trường High School, rồi là Costco, Home Depot, Walmart. Trong vòng từ 12 tới 15 phút thì có rất là nhiều shopping, outlet mall, bệnh viện lớn, nhà hàng Việt Nam. Và trong vòng 25 phút thì sẽ có sân bay quốc tế và chợ Việt Nam nha cả nhà. Hello, xin chào cả nhà. Mình là Henny Nguyễn. Hiện tại mình là Real Estate Agent thuộc khu vực thành phố Tampa, Bradenton, Sarasota, Paris, Riverview và các thành phố lân cận. Quý vị cần mua bán nhà đất ở Florida, xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin cho Honey qua số điện thoại 941-718-8217. Honey rất hân hạnh được hỗ trợ quý vị mua được căn nhà như ý ạ. Bây giờ quay trở lại căn nhà này, thì căn nhà này có 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm, thêm một phòng bonus room rộng 2.471 square feet và có gara để được 4 chiếc xe nha cả nhà. Từ phía cổng vào thì quý vị thấy là ở đây có cái landscape rất là đẹp, chủ nhà của chúng ta take care rất là kỹ và chăm sóc rất là đẹp, rất là kỹ luôn. Đây là cả nhà thấy phía trước rất là đẹp với những cái cây cảnh đặc biệt của Việt Nam mình nữa ha. Đây sẽ là cái French porch, cái trần rất là cao, người ta hay nói nhà cao cửa rộng đó cả nhà, rất là sai. Bước vào bên trong đây á thì quý vị thấy là thẳng từ đây vào sẽ là phòng khách, phòng ăn và phòng bếp. Bên tay này sẽ là phòng giặt đồ và gara. Bên này sẽ có hai phòng ngủ và bên đây sẽ có một cái phòng bonus. Phòng này thì chủ nhà đang dùng làm phòng thờ. Quý vị cũng có thể dùng để làm phòng khách hay là phòng làm việc nha. Nó có cái size rất là rộng và có cửa double door, có cái view hướng thẳng ra phía trước nhà nha cả nhà. Cửa sổ rất là cao và thoáng. Rồi đi thẳng vào bên trong thì quý vị thấy là cái hallway rất là rộng. Cái hallway này thoải mái và không có bị chật ha. Mình rẽ qua bên này để xem mấy cái phòng ngủ trước nha. Ở bên đây sẽ là cái phòng để mà đựng AC. Ở đây sẽ là cái closet để đựng đồ. Và ở đây thì sẽ có một phòng tắm ở bên này. Phòng ngủ ở bên này chứ, sorry cả nhà. Đây là phòng ngủ thứ nhất của căn nhà. Có size vừa phải, có cửa sổ view ra phía trước nhà. Và đây sẽ là phòng closet. Rồi, đây sẽ là phòng tắm thứ nhất của căn nhà. Và ở bên đây sẽ có một cái closet ở phía này, cũng như là một phòng ngủ ở bên đây. Phòng ngủ này cũng có size vừa phải, view bên hông nhà và có closet. Nhà này được xây năm 2017 và chủ nhà giữ rất là kỹ nên nhìn y như nhà mới vậy đó. Toàn bộ là làm bằng gạch, lát gạch màu trắng xám, rất là đẹp và sang. Trừ hai phòng ngủ vừa rồi thôi, còn lại tất cả đều bằng gạch. Ở đây là phòng formal dining room. Phòng này thì có cái size rộng rãi để được vừa một bộ bàn ăn rất là lớn, 8-10 người, giống như chủ nhà đang bày biện ở đây cả nhà nhé. Và
Nhìn qua bên đây thì sẽ có phòng laundry và một cái nhà tắm nữa. Ở đây là cái phòng laundry nè, phòng giặt đồ. Và cái kia là hướng ra cái garage, lát nữa Honey sẽ quay cho cả nhà. Còn ở đây là phòng tắm thứ hai của căn nhà, mình dùng cho khách tới nhà chơi để sử dụng đó cả nhà ơi. Rồi đây là cái khu vực mà Honey thích nhất đây. Đây là phòng khách, phòng ăn và phòng bếp. Tất cả đều ở trong một cái open floor plan và kết nối với nhau thành một cái không gian mở rất là đẹp. Chủ nhà trang trí những cái nội thất màu cũng rất là đẹp và nhã nhặn. Cái gian bếp tất cả đều được upgrade thành màu gray, màu xám rất là đẹp và hiện đại. Đó, cả nhà thấy không ạ? Và cái dàn tủ cabinet cũng được upgrade cao lên, cũng như là có ống khói để dẫn ra bên ngoài luôn, thì cả nhà khi mà đun nấu không có lo là sẽ bị khói hay là mùi cho căn nhà của mình. Và ở bên đây Honey rất là thích cái island rất là bự luôn á cả nhà. Cái size này bự hơn so với những cái căn nhà thông thường, rất là rộng luôn, mình có thể ngồi ở đây ăn uống thoải mái, và khi mà mình có đông khách tới chơi thì cũng không có lo là không đủ chỗ. Và ở bên đây những cái cửa cabinet này thì được làm bằng kiến để mình có thể trưng bày những cái đồ trang trí ở trong nhà của mình ha. Đây sẽ có một cái phòng pantry để quý vị để đồ khô, cái size nhỏ vừa phải thôi, cũng không quá bự ha. Rồi, ở cái khu vực này sẽ là cái phòng khu vực ăn sáng cũng rất là rộng rãi. Chủ nhà để ở đây một cái bộ bàn ăn lớn luôn ha, có cái cửa sổ lớn view sang bên hông nhà, và ở đây có cái cửa ra phía sau ha, rất là rộng rãi để ra vào phía sau nhà. Nhưng mà trước khi mà ra phía sau á, thì mình vô cái phòng master để mình xem cái phòng master trước nha cả nhà. Đây, cái không gian phòng khách rất là rộng. Ở đây có ba cái cửa sổ lớn để view ra phía sau nhà luôn. Đó, thì cái đặc điểm đặc biệt của căn nhà này là có rất là nhiều cửa và cửa sổ, thì lấy được ánh sáng tự nhiên vào trong căn nhà của mình, tạo cảm giác rất là thoải mái. Đây là phòng ngủ master, được upgrade cái nền lên thành sàn gạch luôn đó cả nhà. Và có cửa sổ view ra phía sau nhà, thì cả nhà thấy đó, căn nhà rất là sáng và rộng rãi thoáng mát. Ánh sáng tự nhiên vào trong căn nhà rất là nhiều, nên là cảm thấy rất là dễ chịu ha. Còn đây là phòng tắm master ha. Ở đây thì sẽ có cái hai cái sink rửa mặt làm bằng granite countertop, có một cái bathtub nằm và một cái standing shower để mình tắm đứng ha, cũng như là trong đây có một cái nhà vệ sinh. Ở đây thì có cái closet rất là bự, được lắp đặt luôn đó cả nhà, bự và dài, thoải mái để mà mình để đồ ha. Những quý vị cô chú anh chị nào có nhiều quần áo thì mình không có lo là không có chỗ để đối với căn nhà này nhé. Bây giờ anh thì sẽ dẫn cả nhà ra coi cái khu vườn của căn nhà này. Cái điểm mà anh thì rất là thích ở căn nhà này đó là cái vườn rất là rộng 10.500 square feet và đã được bọc hàng rào sẵn rồi, rất là riêng tư, rất là private. Đồng thời chủ nhà đã trồng rất là nhiều loại cây ăn trái ở trong cái khu vườn này, nên là Honey rất là thích luôn á. Đây, ở ngay bước ra ngoài thì sẽ có cái patio, chủ nhà đã lát xi măng sẵn rồi. Nếu mà ai muốn làm nhà lưới thì mình có thể build nhà lưới lên, còn không thì mình có thể để bàn ghế ở đây ngồi ăn uống cũng rất là thoải mái. Và quý vị thấy không, cái khu vườn rất là đẹp, rộng và đất nở hậu nha. Rồi là được bao bọc hàng rào hết rồi. Trong đây thì cỏ được chăm sóc rất là xanh tươi và có rất là nhiều loại trái cây Honey rất là thích. Ví dụ bên đó là cây cam nè, cây cam hay cây chanh vậy đó. Đây là cây mít nè, cây sả nè. Ở đây là cây mận nè. Chủ nhà đã trồng và có trái ăn rồi. Những cái loại trái cây ở đây đều đã thu hoạch rồi. Và trừ cái cây mít này, còn lại là đã thu hoạch rồi nha cả nhà. Có rất là nhiều loại trái cây, cây này Honey cũng biết chăm. Đây là cây mãng cầu ta đó. Thì chủ nhà nói là có ra trái rồi, năm ngoái có thu hoạch cả như rồi đó. Ở đây là cây sả đu đủ rất là sai trái, giống thấp như thế này thôi, giống lùng nhưng mà trái rất là sai này cả nhà. Và ở đây là có cái cây ổi bự, cây này là cây ổi đào, trái rất là nhiều quý vị ơi, đã hái bớt rồi nhưng mà vẫn rất là nhiều nè quý vị nhìn nè. Đây quý vị nhìn này, nhiều lắm nha quý vị, trái nè, ăn rất là ngon. Chủ nhà có đưa cho Honey ở dưới này cũng nhiều lắm nè cả nhà ơi,
nhiều trái cực kỳ luôn. Thì họ một lần trước Honey tới chơi đó thì anh chị chủ nhà có cho Honey một bịch ổi luôn, trái rất là ngon, ngọt và thơm. Đây là cái cây vả nè, cây này rất là quý nha, Honey rất là thích nè. Cái trái bự như thế này nè cả nhà, mình có thể ăn hoặc làm gỏi rất là ngon. Rồi có cây khế nè cả nhà, cần tây, rau thơm, tắc, rau răng, cây chuối, cây ớt. Và nguyên một cái dãy này là gồm các loại rau của Việt Nam mình đó, rau chiên cá, rau thơm, ăn phở, rồi là rau muống. Rồi có nguyên một cái vàng trồng cây ở đây, rau ở đây nè. Quý anh chị cô chú nào mà thích trồng rau thì mua cái căn nhà này rất là đã, tại vì cũng trồng sẵn hết rồi, lá lốt, cây ớt, cây rau, và có sẵn cái vàng để mà mình trồng giống như là trồng mút, trồng bầu hay là đậu cô ve hoặc là dưa leo. Và cái điểm Honey thích của căn nhà này nữa đó là chủ nhà đã lắp đặt ở đây, khu vực này thì là ngay cái chỗ mà gara đi ra, có cái cửa đi ra. Thì bây giờ quý vị khi mà quý vị nấu nướng rửa chén ở đây cũng được luôn ha, nếu mà khi mà nhà có tiệc đông người á. Còn có cây chuối luôn, mình có thể lấy lá mình làm bánh rồi này kia đó cả nhà. Bây giờ Honey sẽ mời cả nhà đi vô gara bằng cái cửa bên hông này nha, rồi lát nữa mình đi vòng lại vô bằng cái cửa chính. Cửa bên hông của cái gara này cả nhà. Ở đây thì gara này để được bốn cái xe. Thì cái khúc ở bên trong này nè, chủ nhà remodel lại làm nó thành một cái bếp để nấu ở bên trong gara cho sạch sẽ đó cả nhà. Thì cả nhà thấy là đây là cái bếp người ta thiết kế, có bếp ga, có sinh rửa chén, cabinet, và phía bên đây là kệ để mà đựng những cái nồi niêu xoong chảo, cũng như là để được hai cái tủ lạnh ở phía bên kia luôn đó cả nhà. Thì nếu như mà mình không làm bếp thì mình có thể để được một cái xe ở đây, và bên kia để được một cái xe, còn bên đây là hai cái xe, tổng mình để được bốn cái xe nha cả nhà. Nhưng mà cái khu vực bên này á, thì chủ nhà có sử dụng để mà làm cái chỗ tập gym, phòng gym ở trong nhà mình luôn. Thì Honey thấy rất là hay, rất là thú vị, mình đỡ tốn tiền đi gym ha. Còn đó thì chỗ này thì mình có thể để xe và để ở driveway. Bây giờ Honey sẽ ra phía ngoài cho cả nhà thấy được là cái gara ở phía ngoài nó như thế nào nha. Toàn bộ khu này đều là nhà lớn, nhà bự hết, đều có 3 gara hết. Khu nhà này cực kỳ an toàn và rất yên tĩnh luôn nha. Đây là nhìn từ phía trước ha, thì căn nhà này rất là bự và rộng cho chị Nga. Quý vị ơi, với một căn nhà rộng như thế này, có gara 4 xe và có upgrade thêm cái bếp ở trong gara, rồi là có cái vườn rất là rộng, đất nở hậu, có vườn cây ăn trái và rau sẵn ở trong vườn rồi, nằm ở ngay trung tâm thành phố Brampton, nằm gần tất cả mọi thứ và có trường học xuất sắc. Với một cái căn nhà đẹp như vậy, giá là 619.000 thì không hề mắc một chút nào đúng không cả nhà. Vì vậy nên là quý vị ai muốn mua căn nhà này thì nhanh tay gọi cho Honey nha. Số điện thoại là 941-718-8217. Số điện thoại là 941-718-8217. Hãy gọi cho Honey và Honey rất là hân hạnh được giúp quý vị mua căn nhà này. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những video sau nha. Xin chào.